Có một vị có hỏi sư một cái câu hỏi, nhưng mà ngày hôm nay thì không có ở đây thì thôi bây giờ sư trả lời luôn, rồi khi mà quay lại thì vị đó có thể xem online. Vị đó hỏi như thế này nè: thế nào là cái sự khác biệt giữa cái đề mục hơi thở trong thiền chỉ và thiền quán? Có nghĩa là thiền chỉ Samatha đó, thì cũng có cái thiền hơi thở, mà thiền quán Vipassana cũng có thiền hơi thở. Thì sư xin thưa với quý vị đó là trong cái bài Anapanasati đó, có nghĩa là bài quán niệm hơi thở, bài kinh niệm hơi thở đó, thì không có chia ra đây là thiền chỉ hay thiền quán, mà bản thân nó là một cái đề mục chỉ trước quán sau. Có nghĩa là một người hành thiền hơi thở đúng tiêu chuẩn nha, đủ tiêu chuẩn, là vì đó sẽ hành thiền hơi thở đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, đắc tam thiền, đắc tứ thiền. Sau khi thoát ra khỏi tứ thiền, vị đó quan sát hơi thở và cái thân này chính là sắc pháp, còn cái tâm á, nó chính là danh pháp. Và vị đó dùng cái định mà có được sau khi mà thoát khỏi tứ thiền, vị đó quan sát danh sắc, và sau khi quan sát danh sắc, vị đó chú ý đến ba khía cạnh vô thường, khổ và vô ngã, và sau đó vị đó phát triển cái trí tuệ quán. Cho nên nó cái giai đoạn đầu cho tới khi mình chứng thiền thì thiền chỉ hay thiền quán, Samatha hay Vipassana đều giống như nhau. Sư nói cái này là sư căn cứ trên thanh tịnh đạo và căn cứ trên chánh tạng, chứ sư không căn cứ trên cái nhận thức của cá nhân sư hoặc nhận thức của một cái vị thầy dạy thiền nào khác. Ha. Có nghĩa là cái tiêu chuẩn để mà tu tập cái thiền hơi thở đó là cũng cái đề mục hơi thở đó thôi. Tu tập chứng tới tứ thiền, thoát ra khỏi tứ thiền, quan sát danh sắc, chú ý đến ba khía cạnh vô thường, khổ, vô ngã, và khổ vô thường, khổ vô ngã, phát triển cái trí tuệ quán. Thì như vậy cái đề mục thiền hơi thở là một cái đề mục chỉ trước quán sau, chứ nó không phải là một đề mục thuần túy là thiền chỉ hoặc thuần túy là thiền quán. Nếu như á mà mình muốn nó chỉ là thiền chỉ không thôi thì mình đắc tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ở yên ở trong đó. Và như vậy nó không phải là cái mà Thế Tôn muốn hướng tới. Có nghĩa là mình chỉ có thiền chỉ không thôi, không phải. Hoặc chỉ có thiền quán không thôi, có nghĩa là khi mà mình tu tập mình quán niệm hơi thở đó mà đạt tới cái cận định, có nghĩa là khi mà cái nimitta nó hiện ra, cái tướng nó hiện ra đó, thì thời điểm đó là mình đã có khả năng mình quan sát danh sắc rồi. Nhưng mà cái định nó còn yếu, cho nên là cái sự quan sát danh sắc nó chưa có được mạnh mẽ, nhưng mà đã có thể làm được chuyện đó. Ha. Cho nên tùy theo mục đích của mình. Ví dụ như mình thuần túy là thiền quán thì mình không cần phải chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà mình chỉ ở cái mức cận định là mình đã có thể quan sát danh sắc. Còn nếu như mà mình dùng cái hơi thở đó mà mình tu tập cái thiền chỉ đó, thì là mình chỉ lên tới chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và dừng lại ở đó, không đi tiếp nữa, không quan sát danh sắc nữa. Còn nếu như đối với người mà chỉ trước quán sau thì theo đúng tiêu chuẩn là mình có thể mình đạt tới cận định chuyển qua thiền quán, hoặc đạt tới sơ thiền chuyển qua thiền quán, đạt tới nhị thiền chuyển qua thiền quán, đạt tới tam thiền chuyển qua thiền quán, hoặc là đạt tới tứ thiền rồi chuyển qua thiền quán. Chứ trong kinh thì Đức Phật không nói là từ cái đoạn này tới đoạn này là của Samatha, rồi từ đoạn này tới đoạn này của Vipassana, ngài không có nói. Bởi vì bản chất của nó chính là chỉ trước quán sau, và tùy theo mình linh động như thế nào đó để mà mình thực hành. Và xin thưa đó quý vị đó, là trong chú giải là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, mà qua 1.000 năm, bây giờ là 2.600 năm rồi, qua 1.000 năm, cái người mà muốn có chứng đắc thì phải
có cái sự hỗ trợ của thiền chỉ, có người hỗ trợ của Vipassana, của Samatha. Thì khi mà chúng ta tu tập Vipassana, tu tập thiền quán tứ niệm xứ thì mới có chứng đắc. Và chỉ có người mà có phước thì mới có cơ hội tu tập thiền chỉ, rồi mới tu tập thiền quán. Còn nếu không thì mình chỉ có thể mình tu tập thiền quán làm cái nhân duyên giác ngộ cho đời sau kiếp khác thôi, chứ không chứng đắc gì hết. Rồi bây giờ thì nó cũng tới giờ rồi. Thì bây giờ quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng ha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngài Vi Lai.